Nếu như chúng ta trả lời câu How are you như thế này, I'm fine, thank you, and you? Hoặc là chúng ta nói chào tạm biệt như thế này, oh, so funny, okay, bye. Hoặc khi người ta cảm ơn mình trả lời thế này, you're welcome. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ thay thế những câu nói máy móc không thực tế đó thành những câu thực tế và người ta sử dụng hàng ngày trong giao tiếp. Let's go. Hi world, xin chào tất cả mọi người, mình tên là Minh. Lưu ý, các âm lời kia hiệu âm theo giọng Mỹ, kia hiệu tiếng Anh theo từ điển Cambridge. Video không thể bao quát hết tất cả các trường hợp. Mình không thể âm chuẩn như người bản xứ. Video nhanh quá mọi người có thể tạm dừng. Hãy đăng ký thư và bỏ thư ghét nhé. Chào hỏi, greetings. Khi chúng ta nói câu chào thì chúng ta sẽ đi theo công thức là câu chào, câu hỏi thăm và người đối diện sẽ trả lời câu của chúng ta và đồng thời người đối diện cũng sẽ hỏi lại. Hai câu chào phổ biến nhất hàng ngày đó là từ hi và hey. Hi, how are you? Đọc chậm mình nhấn vô chữ r là how are you. Đọc nhanh thì mình sẽ nhấn vô chữ you. How are you? Chữ you cũng có thể đổi sang chữ the. How are you? Tuy nhiên chúng ta sẽ đọc là how are you? Chữ you bị nhấn, chúng ta không được quyền đổi chữ you thành chữ the. Thì khi trả lời mình đừng nói là I'm fine, thank you, and you, mà thay vào đó chúng ta hãy đáp lại là I'm okay, I'm good. Đơn giản hơn nữa là good. Và sau đó chúng ta sẽ hỏi thăm, sử dụng lại chính câu hỏi người ta đã hỏi mình. Good, how are you? Good, how are you? Hey, how are you? Good, how you doing? Very good. Hi, how are you? Good, how are you? It's good to see you again. Hi, how are you? Good, how are you? Good. Hi. Hi, how are you? Good, how are you? Nice to meet you. Kevin. Và nếu như ngày hôm đó chúng ta bị bệnh hoặc là chúng ta gặp chuyện đó không vui, chúng ta có thể trả lời là not good hoặc là pretty bad. Và thường mình sẽ kể luôn cái chuyện mình gặp. Hey man, how are you? Not good. I broke my iPad. I had to buy a new one. Thay vì hỏi how are you, chúng ta cũng thể sử dụng là how are you doing? Âm nhấn rơi vào doing. Okay, so how are you doing these days? How are you doing? How you doing? Steve, how you doing? Azuri, hi, how you doing? Kế đến khi mình gặp bạn bè của mình sẽ dùng hey hoặc là từ hi. Còn nếu ta gặp một nhóm bạn, chúng ta sẽ nói là hey guys. Hey man. Chữ guys có chữ S số nhiều. Hey guys. Hey guys. Hey guys. Hey guys. Hey guys. Hi guys. Hi everybody. Tiếp theo, khả năng là mọi người có thể đã gặp nó trong phim ảnh hoặc là trong những cái MV ca nhạc này nọ của ca sĩ nước ngoài, đó là what's up. What's up? Hey, what's up you guys? What's up everybody? Hey, what's up YouTube? What's up my friends? Hoặc đôi khi họ còn rút ngắn lại thành sup. 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 Sup fam. Sup West Gamer. Sup bro. Sup you beautiful. Tạm biệt. Goodbye. Lúc nãy chúng ta đã nói về câu chào rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ nói về câu chào tạm biệt. Thì để chào chúng ta có từ goodbye. Tuy nhiên cái từ này nó hơi nghiêm trọng và thường phổ biến nhất người ta vẫn xài là từ bye. Cái từ bye thường dùng cho con nít mình nói chuyện với con nít mình chào một đứa con nít nhỏ. See you later little man, bye bye. Bye bye. Khi mình đang nói chuyện mà mình nói bye một cái bye, thì nó rất là dứt khoát, đột ngột và hơi bất lịch sự. Thì trước khi chúng ta nói từ bye, chúng ta nên nói một câu ví dụ như là see you later, talk to you later, hoặc là see ya. See you later, bye. Okay, I'll talk to you later. Okay, bye. 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 Yep, talk to you later. Bye. See you later. Bye. Và thường những trường hợp đó là dành cho những người mình đã biết rồi, người quen của mình, người thân của mình hoặc là bạn bè. Trong môi trường đi làm, những chỗ cần trang trọng hoặc là lần đầu tiên chúng ta gặp người đó, chúng ta có thể nói là it was nice meeting you. Hoặc là it was nice to meet you. Bye. Goodbye. It was nice to meet you. Bye, oh, nice meeting bye, you, Josh. Bye, bye, police. It was nice to meet you again. Bye, it was so nice to meet bye. You. Bye, it was nice bye, to meet so you nice. Guys. Bye. It was so nice to meet you. Nice to meet you. Mừng, thank you. Và cuối cùng sẽ là cách đáp lại câu thank you. Mình sẽ mời mọi người cùng lắng nghe những trợ lý ảo của mình cùng đáp lại như thế nào với câu cảm ơn của mình. Hey Siri, thank you. My pleasure. Siri nói my pleasure. Ở đây là vinh hạnh của Siri, nghĩa là rất sẵn lòng để giúp đỡ. My pleasure. Tiếp theo chúng ta sẽ qua đến Alexa. Thank you. Of course. Of course. Ở đây Alexa ám chỉ là dĩ nhiên rồi, lúc nào cần thì tôi sẽ giúp. Of course. Tiếp theo đến Google nha. Hey Google, thank you. Not a problem. Not a problem, not a problem. Chúng ta cũng có thể trả lời là no problem. Ý ở đây là mình nhờ vả Google, không có vấn đề gì cả. Chúng ta cũng có thể nói là sure hoặc là sure thing. Okay, thank you. Sure thing. Thank you. Good thing. Hey, thank you.
Sure. Và nếu mọi người để ý thì cách mình gọi những trợ lý ảo của mình ra, mình cũng xài từ hey. Thì từ hey là cái từ phổ biến nhất trong cái việc chào nhau mỗi ngày của bên Mỹ. Video ngày hôm nay mình đã nói qua những cách để mà chúng ta có thể chào đúng cách, chào tạm biệt đúng cách, và đồng thời cũng giúp chúng ta là đáp lại câu cảm ơn một cách đúng cách. Cách đáp lại cho thank you có rất là nhiều trường hợp, thì mọi người có thể tham khảo những trường hợp khác ở bên dưới phần mô tả của video này. Và đồng thời mọi người hãy xem lại những video trước của mình nói về phát âm giọng Mỹ, cũng như là những điểm ngữ pháp rất quan trọng chúng ta sẽ sử dụng thường xuyên cho đến sau này, mãi mãi về sau luôn đó. Theo thời gian và nỗ lực, chúng ta sẽ có thể cải thiện kỹ năng nghe cũng như là nói tiếng Anh tốt hơn rất là nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình ngày hôm nay. Hãy lan tỏa yêu thương và bãi bỏ thù ghét nhé. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Goodbye. Xem video để cho mình một lần like cũng như bình luận, và hãy quay trở lại channel của mình. Và nhớ bấm đăng ký kênh của mình nha.